Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một người đến xin tôi cầu nguyện. Nó còn mới ở nước ngoài về và xin tôi cầu nguyện để lấy vợ ở Việt Nam. Và tôi hỏi là: vậy thì năm nay anh bao nhiêu tuổi? Nói: thưa cha, năm nay con mới có ngoài 70. Và hỏi: vậy thì chị ấy năm nay bao nhiêu? Bảo: thưa cha, nhà con ở quê thôi, con về quê lấy vợ. Nhưng mà chị ấy năm nay bao nhiêu? Dạ thưa cha, chị ấy mới ngoài 20. Rồi tôi thấy hai người cầu đến thì tôi cũng chỉ biết cầu nguyện cho họ. Nhưng mà cái cô ấy thì có thể cô ấy suy nghĩ rằng là dẫu sao đi nữa hàng ngoại vẫn hơn hàng nội. Dẫu sao đi nữa hàng nội, hàng ngoại vẫn hơn hàng nội. Cho nên có cái đầu óc xính ngoại nó xảy đến đến mức độ mà có một cái ông ấy bị đau ruột thừa. Rồi người ta phải đem đến bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà khám thấy ông ấy đau ruột thừa, bác sĩ bảo truyền sang khoa nội. Ông ấy trong cơn đau gần chết đi rồi mà vẫn cố lết lên bỏ lên bác sĩ: bác sĩ ơi, bác sĩ đừng chuyển con qua khoa nội. Bảo: anh đau ruột thừa thì chuyển qua khoa nội chứ sao, là con đi, anh muốn đi đâu? Bác sĩ chuyển qua khoa ngoại đi. Bảo: sao vậy, anh ấy muốn khoa ngoại? Dạ hàng ngoại vẫn hơn hàng nội. Ông ấy tưởng là khoa ngoại là khoa mà dành cho những người nước ngoài hay là bác sĩ ngoại quốc chữa, còn khoa nội là cho những người Việt Nam thôi. Mà ông đâu biết rằng khoa nội với khoa ngoại là do cái từ chuyên môn là chữa bên, do bệnh bên trong hoặc bên ngoài vân vân. Thì thưa anh chị em, có thể cái đầu óc người ta xính hàng ngoại hơn hàng nội, rồi đâm người ta coi thường những cái gì ở quê nhà của mình, đúng không? Có phải vậy không thưa anh chị em? Có khi tôi đi sang Mỹ rồi có một người đến nói: cha, trời quý hóa quá cha, đến thăm con có món quà tặng cho cha. Bảo: tặng cho cái gì? Bảo: con có áo sơ mi này quý lắm, con tặng cho cha. Lấy cái áo sơ mi ra, bảo: đây là cái áo đẹp lắm để dành cho cha. Tôi lấy cảm ơn rất nhiều, tấm lòng thì mình đón nhận. Nhưng mà vô phòng mở ra, tôi thấy áo sơ mi, tôi tưởng là made in USA, áo sơ mi thành công. Hàng Việt Nam xuất sang nước ngoài, rồi cái người nước ngoài tặng cho người nước Việt Nam. Một lần kia, cái hồi đó là Tết, tôi cũng đi, thưa các bạn, tôi đi sang bên nước Đức. Rồi đến ngày gần Tết thì có một bà mời đến chơi.
bảo thưa cha, nay con cha đến chơi là con quý trọng cha lắm, con mời cha ăn Tết với gia đình con. Bảo vâng, vậy thì bà có gì ăn Tết? Bảo đây là cái món quý nhất mà con dành cho cha. Thì bà bê một cái hũ ra rất là long trọng đặt lên giữa bàn. Trong đó đối chưa biết được cái món mà bà cho tôi quý nhất là cái gì biết không? Là cái gì? Cà ghém, đúng rồi. Bà đưa ra một hũ cà ghém, bà mở ra, lấy cái đĩa, bà lấy đũa bà gắp đúng 5 miếng thôi. Đậy nắp chặt lại, con chỉ có biếu cha 5 miếng thôi. Cất đi. Rất thật. Vậy vì đây là cái món quý lắm, gia đình con nó gửi từ bên trong nhà mà nó về nó xách qua đây được là quý lắm. Bên như chúng con bơ, sữa, thịt thả, sô-cô-la, đủ thứ hết. Nhưng mà cà thì không có. Mà cho nên là cà mẹ con ghém, rồi con mẹ con gửi sang đây. Cho nên con Tết mà con để dành là cha đến thì con mới cho cha được đúng 5 trái mà thôi. Không đứa nào được sớ rớ với cái đũa này nha. Mà dặn cả nhà không được sớ rớ vô. Thì thưa anh chị em, có thể là cái tâm lý của người ta ngày hôm nay và cũng như là ngày xưa, người ta thích cái gì mới lạ và người ta coi thường những cái gì ở nhà của mình. Và vì thế Việt Nam mới có câu bụt nhà không thiền. Bụt nhà không thiền. Mấy ông bác sĩ, ông ấy nói với tôi, thưa cha, vợ con của con nó đau bệnh, nó có bao giờ mà nó để con khám hay là cho thuốc đâu, đúng không? Vợ bác, chồng là bác sĩ mà đi khám bệnh thì đến bạn của mình, nó cũng học cùng lớp với con, nó có hơn gì con đâu. Mà vợ con thì đau thì vợ con đến nhà cái thằng đó nó khám, chứ không đến nhà con, không đến con, phòng mạch của con. Vì là chồng của mình làm gì mà thiêng. Bù lại thì vợ nó cũng đến con khám vậy. Thưa anh chị em, đâu có gì đâu. Cũng giống như là nhiều anh chị em ở trong nhà thờ và trong sứ đạo của anh chị em quen rồi, mà cha sứ của anh chị em thì coi sứ có khi 10 năm, có những sứ 20 năm, có khi là 30 năm. Cho nên ngày nào cũng anh chị em cũng nghe cha sứ của anh chị em giảng. Thì dĩ nhiên là cái tâm lý là quen quá, hóa nhàm. Thậm chí mà có cha già, ngài coi sứ đó là tới 40 năm rồi. Năm nay ngài là 70 mấy tuổi, coi sứ 40 năm. Rồi ngài bắt đầu kể câu chuyện, thì vừa bắt đầu kể câu chuyện, nó đã cả nhà thờ đã biết là đoạn kết của câu chuyện đó là gì. Cái tôi mới hỏi, sao tụi con biết? Dạ thưa cha, năm nào con cũng nghe. Cái câu chuyện đó năm nào cũng nghe, nghe riết rồi cũng, cái lễ đó là, cứ lễ Chúa bằng ngôi là biết thế nào, cũng Augustino rồi ra múc cái vỏ sò, rồi bảo là cái gì gì đại khái như vậy đó thưa anh chị em. Thì chúng ta bị cái tâm lý là quen quá, hóa nhảm, hay còn nói là gần chùa gọi bụt bằng anh. Cũng giống như anh chị em ở các nơi khác đến đây thì anh chị em cảm thấy mới, cảm thấy lạ. Anh chị em nghe và có khi tôi giảng hơn một tiếng đồng hồ, anh chị em vẫn không chán vì là đang mới lạ. Jesus Maria, Chúa tôi còn thích lắm. Nhưng mà hỏi mấy người giáo điểm tin mừng coi, tới giờ lễ nó còn chưa thèm đi hùng bằng không chừng. Tại vì nó quen quá, cũng hóa nhảm. Rồi đến khi mà đến giờ giảng thì nơi khác họ banh tay ra họ nghe. Còn những anh chị em mà quen quá, giờ này có khi đang ngồi quán, hay giờ này có khi đang ngủ, giờ này có khi đang bấm điện thoại không chừng. Tại vì ngày nào cũng phải nghe rồi, cho nên là cái tâm lý nó cũng như vậy. Không còn cái háo hức, không còn cái thủa ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Làm sao mà anh chị em mình tập lúc nào cũng có cái háo hức khi đến với lòng thương xót Chúa. Thì cái điều quan trọng mà các bạn trẻ ngày hôm nay cần nhất là đến với lòng thương xót Chúa thì mình phải có cái háo hức. Giơ cao cái quạt lên, phải có cái háo hức. Đến với lòng thương xót Chúa thì tôi mà vì háo hức cho nên tôi mới đến với. Mà đến với lòng thương xót Chúa thì tôi luôn luôn mà háo hức cho nên tôi mới chạy đến với. Đó. Và biết được cái tâm lý đó cho nên tôi cũng nói với các anh em phụ trách về trang trí nhà thờ là cố gắng đừng bao giờ sáo mòn. Cũng Tết đấy,
cũng là moi ăn đấy, nhưng mà mùa nào thức ấy, mà mỗi mùa lại có một cái thức khác nhau, đó mới hay được. Thế anh chị em thấy ở giáo điểm Tin Mừng chúng tôi, Noel, Tết hay là phụng vụ, anh chị em nhìn lên cung thánh, mỗi mùa, mỗi năm, mỗi tháng có một cái kiểu cách trang trí khác nhau. Ví dụ như là anh chị em nhìn lên, các bạn nhìn lên trên cung thánh, các bạn thấy đang là trong năm thánh gì biết không? Năm thánh gì? Các thánh tử đạo Việt Nam. Năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam từ ngày 19 tháng 6 2018 đến 24 tháng 11 2018. Năm thánh, nhưng mà thực tế là có 5 tháng và 5 ngày. Mà giáo điểm Tin Mừng của chúng ta mời các bạn đến là tĩnh tâm cầu nguyện lòng thương xót suốt 5 tháng 5 ngày. Sao ông? Sao ông? Sao ông? Trả lời các bạn, sao ông? Vì lý do là nếu mà ngày nào suốt 5 tháng 5 ngày, 5 ngày ngày nào các bạn cũng đến cũng thì các bạn sẽ nhàm chán vô cùng. Nhưng mà suốt 5 tháng 5 ngày các bạn đến, các bạn sẽ thấy rằng mỗi ngày Chúa lại gửi đến những món ăn khác nhau. Cũng lời Chúa ấy mà anh chị em nghe cái máy 365 bài giảng này, có khi những bài Tin Mừng được lặp đi lặp lại trùng lắp, nhưng mà các bạn có thấy là cái bài giảng nào giống bài giảng nào không? Rồi các bạn nghe suốt 500 bài giảng, có thấy bài giảng nào giống bài giảng nào không? Rồi các bạn nghe 1200 bài giảng, có thấy bài giảng nào giống bài giảng nào không? Mà ai làm được chuyện đó? Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Thánh Thần làm công việc là đổi mới mặt địa cầu, đổi mới trái đất này. Và Chúa Thánh Thần làm công việc là đổi mới các bạn trẻ. Nếu mà các bạn trẻ mà không tập đổi mới, không tập tư duy, không tập sáng tạo, mà lúc nào các bạn cũng đường xưa lôi cũ, có bóng trăng thơ, bóng trăng tan 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 tan, lúc nào cũng đường xưa lôi cũ, thì các bạn đang làm người 18 mà đã trở thành ông lão 81 rồi. Đã là ông lão 81 rồi. Hoặc là các bạn là người 27 tuổi đã thành ông già 72 rồi. Cho nên lúc nào các bạn cũng tập làm sao tôi luôn luôn phải đổi mới, luôn luôn phải sáng tạo, luôn luôn phải nghĩ rằng còn cách nào khác không. Đó là cách mà nước Mỹ họ sở dĩ mới có hơn 200 năm lập quốc, mà họ trở thành một trong những nước văn minh tiến bộ nhất thế giới, là lúc nào họ cũng đặt câu hỏi là how, tức là cách nào. Cách nào? Còn mình thì có một cách rồi thì cứ như vậy mà làm, không bao giờ muốn đổi thay nữa, sợ đổi thay, cứ đi vào cái lối lạc hậu. Cho nên ngày xưa khi mà Nguyễn Trường Tộ đi ra nước ngoài về mới đề nghị là thắp cái đèn điện lên, như anh em thấy đèn điện tròn đây này, thì ông vua chúa quan quyền bảo là vớ vẩn bậy bạ, cái đèn là người ta cũng phải thắp từ dưới lên như thế này, thấy không ạ? Đèn dầu mà. Có bao giờ mà đèn dầu anh chị em thắp ngược từ trên xuống dưới không, treo toàn ten không? Không, vì người ta thấy cái đèn điện, cái bóng điện treo như vậy bảo không được, cái bóng điện sao lại treo cái đèn dầu ngược lên như thế này. Cho nên tất cả những cái gì mà Nguyễn Trường Tộ muốn canh tân đổi mới đất nước bị đám lạc hậu của vua chúa quan quyền thời đó dẹp hết. Cho nên đất nước của chúng ta cứ tụt hậu, lạc hậu là như vậy. Trong khi đó luôn luôn các bạn phải tập luôn luôn hỏi là còn cách nào khác không. Đừng bao giờ cho rằng cách này là số 1 rồi. Đấy anh chị em thấy Brazil đấy, đấy anh chị em thấy Tây Ban Nha đấy. Tây Ban Nha cứ mỗi cách là tita tiki đó, cứ chuyển qua chuyển lại đó, cứ chuyển tới chuyển lui giữa sân, chuyển qua chuyển lại mà chả có em banh vào được trong gôn người ta, thì làm được cái gì? Cũng xách vali về nước. Rồi thì Brazil đấy cũng cứ đã cái lối đá Hoa Mỹ như vậy, cũng như vậy, sáo mòn như vậy, rồi tối hôm qua cũng xách vali về nước. Mà anh chị em thấy một đội Bỉ, các bạn thấy một đội Bỉ trẻ trung không? Trẻ trung không? Và cách đá là sáng tạo mỗi trận một cách khác nhau. Và quan trọng là trẻ trung và sáng tạo.
Về đội Pháp cũng vậy, cũng trẻ trung, cũng sáng tạo. Cho nên mấy ông già nổi tiếng cũng chỉ có ngửi khói cái đám trẻ mà thôi. Vì thế mà người trẻ ngày hôm nay luôn luôn các bạn hỏi còn cách nào khác không? Nào, mời các bạn giơ cây quạt lên, nhớ cái câu hỏi để làm cho các bạn được tiến bộ là còn cách nào? Còn cách nào? Cái người đánh đàn tưởng mình đánh đàn như vậy là đã giỏi, tôi bảo chưa được, phải đi học thêm đi, vẫn còn cái cách nào khác nữa chứ, chả nhẽ cứ đánh vậy à? Tập hát cũng vậy, phải tập làm sao chứ lại cứ cái bài đó mãi hay sao, cứ đều đều mãi hay sao? Đọc kinh cũng vậy, làm sao phải có cái sáng tạo trong đó chứ cứ kinh kệ mà cứ giới trẻ nó bỏ hết, nó ngủ hết. Cho nên sau mỗi chục kinh phải có hát, rồi có suy niệm, rồi có cầu nguyện, rồi có thinh lặng, phụng vụ phải sống động, phụng vụ phải đổi mới. Cắm bông cắm hoa cũng vậy, tôi nói các sơ là đừng bao giờ cứ cắm một cái kiểu đó, mỗi ngày một kiểu, mỗi tuần một kiểu, cho nên em thế đến đây, nó phải đổi mới mỗi ngày. Có những người đi về, một năm quay trở lại, Jesus Maria, bỏ cái gì vậy? Jesus giáo điểm nó đổi mới quá. Hay xem phải làm sao, trong đấy là cái bên ngoài, còn bên trong cái suy tư của anh em, của các bạn, đầu óc của các bạn, ngày nào mà các bạn không đọc sách, ngày nào mà các bạn không có chịu suy nghĩ thinh lặng cầu nguyện là lúc đó đầu óc các bạn đã bị cồn rồi, đã bị bào mòn rồi. Cho nên Phần Lan là một nước mà chỉ có 5 triệu người thôi, mà nước Phần Lan ấy lại là có số người đọc sách lớn nhất thế giới, 70 mấy triệu người lượt đọc sách mỗi ngày. Cho nên chị em thấy là người ta đọc sách, ta tư duy liên tục như vậy, còn mình thì cứ bào mòn, cứ lối cũ. Cho nên có nhiều người bảo Jesus Maria, con theo cha con mệt quá. Có anh bạn bảo con làm với cha là từ hôm nay là gần 2 năm rồi, mà không ngày nào là không sửa, không ngày nào là không sửa, hết sửa cái này đến sửa cái kia. Hỏi tôi là trai bao giờ cha mới ngưng sửa, tôi nói bao giờ tôi chết là tôi hết sửa, còn sống là còn sửa. Anh chị em cứ đến đây là thấy nay thế này mai thế kia, lúc nào mình cũng phải đổi mới để anh chị em đến đây thấy được cái bầu khí mới. Rất tiếc là có nhiều người trẻ ngày hôm nay cũng giống như thời người Do Thái Đức Giêsu ngày xưa, là bị cái đầu óc cổ hủ, đầu óc bảo thủ, đầu óc thành kiến. Cho nên thấy Đức Giêsu đến làm phép lạ là cho người điếc được. Yeah. Tỏ lên, giơ quạt lên, cho người điếc được. Yeah. Người câm được. Yeah. Người què được. Yeah. Người chết. Yeah. Mà họ không thấy rằng đó là cái điều mới lạ, mà họ chỉ nhìn vào cái con người đó và này có cái gì mà mới lạ? Ông này là con của ông dù xe, con của bà Maria mà làm nghề thợ mộc, là nông dân. Làm sao mà ông ta nói được như vậy? Làm sao mà ông ta làm được phép lạ như vậy? Rồi bà con cô bác có phải là bà bán bún ở ngoài chợ không? Có phải là anh lơ xe ở ngoài ngã ba không? Có phải là bác Tư chạy xe ôm không? Bà con lối xóm toàn là chân lấm tay bùn, mà làm sao làm được chuyện đó? Cho nên họ vấp ngã vì Chúa, vì họ để cho cái đầu óc của họ bị cái thành kiến, bị cái suy tư, bị cái cổ hủ nó bao bọc cái đầu cứng ngắc rồi. Chỉ nhìn có một hướng thôi, không có nhìn tứ phương, không có nhìn bốn hướng, mà cứ chăm chú chỉ nhìn vào cái con người ấy. Và lý lịch của mày là như vậy thì không bao giờ mày ngóc đầu lên được đâu con ạ. Cho nên là ta ghim ai vào cái gì rồi, Giêsu cái con này nó hát á, ta bị yên trí. Có một cái ông cha già, có cô Lan với cô Huệ, hai cô, thì ngài thích cô Lan mà ngài không thích cô Huệ. Cô Lan nấu cơm thì ngài bảo ngon, mà cô Huệ nấu cơm thì ngài bảo không ngon. Có một bữa kia thì cô Lan cô ấy đau, cái cô Huệ cô nấu thế, đều vô bảo hôm nay đứa nào nấu, dạ con Huệ nó nấu ấy cha. Giêsu, con Huệ mà ngon thì cái gì ông ăn chê, con Huệ nấu trắng ra làm sao cả, không có mùi vẻ mẽ gì cả. Em đi dọn, thế hôm sau đem lên lại cái mâm cơm đấy, hôm nay đứa nào nấu, dạ hôm nay con Lan nó khỏe rồi nó nấu đấy cha.
Ừ đấy, Giêsu cơm con lan như vậy cơ mà. Ui giời ơi nó ngon, ui giời ơi nó ngon. Còn Lan với con Huệ ở trong bếp nó miệng nó cười vì cái con cơm đó cũng là của ai nấu? Con Huệ nó nấu. Thưa anh chị em, đấy, cái đầu óc mà mình đã bị người ta đã yên trí cái gì rồi, nó không có sửa được, không có sửa được. Cho nên là nếu mà anh chị em biết được lý lịch của tôi thì chắc anh chị em cũng chán. Bảo cái ông cho Long này có gì đâu mà lạ. Anh chị em có biết bố tôi làm nghề gì không? Hót rác. Mẹ tôi làm nghề gì không? Bán rau muống. Ngày xưa là cứ vậy là gánh rau muống ra ngoài chợ. Bố tôi chở rồi gánh rau rồi chúng tôi về chung nhặt rau. Rồi anh chị em có biết tôi làm cái nghề gì không? Hót rác rồi quét chợ. Rồi anh chị em biết tôi đi đâu không? Tưởng đi đâu? Đi 3 năm nông trường Củ Chi, chân lấm tay bùn. Rồi đã từng, chị em biết tôi đã chui vào đâu không? Chui vào địa đạo Củ Chi. Tưởng chui vào đâu ngon lắm, chui vào địa đạo Củ Chi. Rồi chui vào đâu không? Chui xuống cái hầm phân gọi là phân xanh. Người ta đi xong người ta để đó, người ta cho, thả cho xuống chừng tháng sau là mình chui xuống. Ngoài lên trộn với cho vào. Ít bữa sau là làm phân xanh ngon vô cùng. Thì thưa anh chị em, nếu mà anh chị em biết là lý lịch của tôi không có con ông cháu cha gì cả, cũng chẳng có trâm anh thế phiệt gì cả, cũng chẳng có người nào đi nước ngoài cả. Có nhiều người cứ hỏi tôi gia đình cha có bao nhiêu người đi nước ngoài, tôi bảo có đi ngoài ra nước thì có, chứ không có đi ra nước ngoài. Ấy thì thưa anh chị em, chúng ta để cho mình được đổi mới bởi lòng thương xót Chúa. Khi mà tôi được đụng chạm đến lòng thương xót Chúa, tôi mới thấy rằng là đúng, mình đụng chạm vào lòng Chúa thương xót. Chúa nói Faustina rằng là cho dù cả thế giới này cũng không thể nói hết được về lòng thương xót Chúa, cho dù cả thế giới này cũng không thể viết hết về lòng thương xót của Chúa. Vậy mà mỗi ngày tôi dìm vào, càng sâu vào, càng sâu vào bao nhiêu thì khám phá ra rằng lòng thương xót Chúa tuyệt vời lắm. Thưa anh chị em, phá hết tất cả những cái gì bên ngoài, tất cả cái vỏ bọc, tất cả những cái thành kiến, tất cả những cái cổ hủ lạc hậu, nó phải phá bỏ hết khi mình đụng chạm vào đến lòng Chúa thương xót. Mỗi ngày Chúa dắt mình đi những cái con đường lạ lắm mà anh chị em mỗi ngày đến đây cũng gặp được lòng Chúa thương xót, là những điều vô cùng lạ lùng nơi những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Đây, mời cô áo xanh lên đây. Người áo xanh, người áo vàng, hai người lên đấy. Vâng. Chúng ta thấy người Việt Nam mình cũng có áo dài đẹp chứ phải không? Đẹp không? Đẹp. Con nữa, nó lên luôn đi. Ba áo dài lên luôn đi. Rồi ba cô đội gạo lên chùa, một cô áo trắng bỏ bùa cho sư. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư chọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo, cho bầu héo hòn. Đây là ca dao về ba cô đội gạo lên chùa. Nào cô thứ nhất. Thưa cha, con là Maria Lan ạ. Con 34 tuổi, con ở giáo phận Hà Nội, xa xứ Tầm Khê. Thưa cha, là con lên đây, con vào đây là con rất ao ước là con được tạ ơn Chúa, vì Chúa đã xót thương mà ban ơn cho con được 4 ơn ạ. Rồi ơn thứ nhất luôn rồi đấy con. Thưa cha, ơn thứ nhất của con là năm 2015 vào tháng 8, con là mắc bệnh u buồng trứng, thì bác sĩ có chẩn đoán con là u bì buồng trứng, chỉ là u lành thôi. Thì lúc đó con cũng chưa biết Chúa, con mới là người bổn đạo mới cha. Thì con cũng chỉ biết đi lễ thôi, chứ người ta về là con cũng về. Thì đến khi mà người ta chẩn đoán con là u buồng trứng thì bảo là nhập viện, con là nhập viện ca buồng trứng con đây. Thì bác sĩ bảo chị chỉ mổ nội soi thôi. Con bảo vâng, thì theo bác sĩ thì khi mổ nội soi xong thì 10 ngày sau có kết quả. Bác sĩ bảo con là điện về cho nhà con là đã là ca buồng trứng, là con là bị ung thư rồi. Thì lúc đấy thì con nghe thấy 12 giờ trước người ta điện về thì chồng con đi vắng, thì con cũng quỳ xuống trước bức ảnh Chúa lòng thương xót và mẹ con cầu xin lạy Chúa sao lại như thế này đến với con. Thì bác sĩ bảo điện nhà con là chiều hôm nay lên ngay, ca mổ của chị là phải mổ lại. Thì vợ chồng con chiều hôm đấy lên ngay thì gặp bác sĩ mổ cho con. Bác sĩ bảo con là chị là Alzheimer giữa cái thiện và cái ác. Đúng lúc đấy là cái này của con là ung thư rồi cha. Thì con bảo là bác sĩ bảo lần này là... Rồi cuối cùng sao con?
Cuối cùng là con đã có kết quả lần thứ hai con mổ tiếp là con đã khỏi ung thư. Bác sĩ bảo con là chẩn đoán không bị ung thư, nhưng mà cha ơi, lúc đấy là con chưa biết cầu nguyện. Con chỉ biết đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng ngày đêm các con cái con cầu nguyện cùng. Thì đợt hai là con thấy bình tâm và kết quả của con là đã là khỏi ung thư ạ. Hallelujah. Rồi bạn nào có quạt thì các bạn nói dơ, bạn nào không có quạt thì bạn vỗ tay ba cái giùm tôi nha. Hallelujah. Các bạn vỗ tay mạnh lên. Hallelujah. Rồi thứ nhất là khỏi bệnh ung thư. Cái thứ hai. Thứ hai là bố đẻ con là người bên Nương. Thì hôm đấy là bố con là đợt rét tháng 12 vừa rồi, bố con là bị yếu thì các anh con có gọi vào. Con lúc ấy thì bố con thật sự là chết rồi cha. Chân hai chân của bố con cứng lạnh đến đầu gối rồi. Mắt thì rắm tịt mà mồm hàm cứng rồi, chẳng biết một cái gì nữa. Thì con mới đi qua nhà thờ, con quỳ xuống con lạy Đức Mẹ nè, lạy Mẹ. Rồi. Nếu đẹp lòng Mẹ thì xin Mẹ hãy cất bố con về. Thì xong là đến 3 giờ chiều con về, con nằm lòng Chúa thương xót ở nhà, thì con xin cho bố con. Thì từ đấy là đến đêm là bố con tỉnh dần cha, và uống hộp sữa, bây giờ là bố con đã khỏe rồi ạ. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba. Ơn thứ ba là của con mới đây tháng 8 năm ngoái. Là con bị bệnh tắc ruột cha. Con đau lắm. Đau ơi là đau. Thì con bảo chồng con là may hôm đấy chồng con ở nhà không đi làm. Thì chồng con bảo có đưa đi viện. Thì con bảo đang in để cho em quỳ ra trước mặt Chúa. Em cầu xin Chúa, lòng thương xót của Chúa sẽ che chở cho em. Thì chồng con đưa con đi dọc đường, con đau lắm cha. Còn thì sang bên bệnh viện Hưng Hà là bệnh Hưng Yên bên. Thì con nằm cả đêm thì bác sĩ chỉ chẩn đoán con là hay là con ăn cái gì nó bị tiêu chảy, con bảo không. Mồm con nôn mà con đau lắm ấy, cứ từng cơn một. Thế lúc chồng con bảo là nhà em là cũng là bị ung thư rồi đấy, nhưng mà bây giờ là chữa khỏi rồi. Bác sĩ bảo thế thì ca này phải chuyển về viện ca chứ viện tôi không nhận được đâu. Thì ngay sáng sớm mai thì chuyển con đi thì con đau lắm, con bảo lạy Chúa. Cứ lúc nào con đỡ đau thì con lại lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa thương xót con. Con nhà con chuyển con đi viện ca, con bảo là không biết là em có đi nổi được lên đến viện ca không vì em đau lắm. Thì con lúc nào con cũng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con mệt mỏi lắm rồi, xin Chúa thêm sức cho con. Thì con lên viện ca, con có nằm vào phòng cấp cứu và con đã nhắn tin cho cha. Thì đã được nhận được tin của cha là nhận cho con, là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con và cộng đoàn lòng thương xót sẽ cầu nguyện cho con. Thì lúc đấy con rất vui mừng và hạnh phúc, con bảo anh ơi em chẳng bị đau nữa rồi. Thì bác sĩ bảo cứ nằm chờ đi rồi là theo dõi. Thế cứ dần dần đến là con tỉnh, thế là con không phải mổ nữa. Thế là... Hallelujah. Và ơn cuối cùng. Ơn cuối cùng của con mới đây là đầu năm nay là hai cái ngực của con nó đau nó rức. Thì con có đi khám thì bác sĩ lại bảo con là hai bên ngực nó có hai cái lam, một cái 7cm, một cái 4cm. Thì bảo con là chị trước là bị ung thư thì có khi nó là di căn. Thì con cũng buồn vì con đang làm hàng. Thế con điện nhà con bảo thôi em đi trả hàng đấy, em chẳng làm đâu. Thế là con cứ đi vào nhà thờ cha. Con vào nhà thờ chỗ chân Chúa nằm thương xót, con quỳ và con cầu xin Mẹ Mân Côi con cứ lần hạt. Xong đến 3 giờ chiều là con ở lòng thương xót, là con nhờ các đoàn lòng thương xót đến cầu nguyện cho con. Thì lúc đấy là con cứ thấy bình tâm và tâm hồn bình an. Thì con bảo nhà con là thôi anh cứ yên tâm, Chúa chữa em rồi, mai em về viện ca, thứ hai em về viện ca thì em khám lại. Thì lúc nào con cũng cầu nguyện từ trên đường đến vào bệnh viện các phòng khám. Thì đến lúc có kết quả cho con, bác sĩ bảo cứ yên tâm đi, về đi, chị là cái nang thôi, cứ không phải phải sợ về ung thư hết gì nữa. Con bảo là ôi con tạ ơn Chúa vì... Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị, đây là một người tân tòng mà suốt những cái lời chứng của chị ấy, hai căn bệnh, ba căn bệnh của chị ấy và một căn bệnh của bố chị ấy, toàn những căn bệnh mà thập tử nhất sinh, toàn những là những căn bệnh mà thuốc men trần gian không thể làm gì được. Nhưng mà suốt những lời chứng anh chị các bạn để ý là lúc nào cũng cầu nguyện và cầu nguyện, mặc dù chị là một người tân tòng. Lúc chị đau như vậy, chị có nghĩ đến chuyện là đi coi thầy, coi bùa gì không? Không ạ, chưa cha, là một điều con tín thác vào Chúa. Còn con theo đạo như vậy là gốc con là đạo gì? Con là bên Lương cha. Đạo gì? Đạo Phật ạ. Vâng, đạo Phật, rồi lúc lấy chồng theo đạo?
Vâng ạ, với chồng con đây theo đạo công chúa. Và một con theo đạo chúa. Vâng, lúc với chồng theo đạo theo chúa. Rồi, theo đạo chúa. Rồi, và đấy chị em thấy có những người tân tòng thực sự là như vậy. Đúng là một người chân chính đạo gốc đoàn hàng chứ không phải là tân tòng. Vì đây là bám chặt vào gốc rễ lòng Chúa thương xót. Giữa bao nhiêu thử thách vậy vẫn lạy Chúa Giêsu. Đây, gửi tặng này nhé. Rồi, gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình. Rồi, mời chị. Thưa cha, con là Teresa Bùi Thị Huê, con ở Giáo Phận Hà Nội. Con năm nay là 62 tuổi ạ. Rồi, con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người. Ơn của Chúa là con 2011 con bị lao não và phổi ạ. Thế mấy con bị tim con hở hai lá. Thế con phổi của con lại còn lúc nào con mà thở xuống là nó cứ khò khè. Thế con mới nhiều người cứ cầu nguyện cho con hôn mê lắm ạ. Lúc con mấy ngày con còn thở oxy, con ăn bằng ống. Thế lúc con cứ khỏe dần, tỉnh dần, nhưng con ở viện lao trung ương là 3 tháng ạ. Thế xong lúc con được về thì con cũng chẳng khỏe lắm ạ, cũng vẫn yếu. Thế các ông bà cứ đến hỏi thăm con thì cứ bảo con chết. Thế nhưng mà con được ơn Chúa, Chúa chữa con, rồi con cứ hồi dần. Thế là con đỡ thì cái 2000, mấy năm con mới hồi được ấy, thì con 2017 này tháng 11 đoàn hành hương ở Chóc Bút ấy, Châu Giang Duy Tiên đấy thì đi, thì con cũng cứ đòi đi. Các con bảo mẹ yếu thế mẹ không đi được. Thế con bảo là các con cứ cho mẹ đi, Chúa đã đưa mẹ đi thì Chúa lại cho mẹ về. Thế con bảo đi ô tô thì con bảo đi ô tô thì mẹ chết mất. Thế con cũng đang con bảo băn khoăn chết thì đã có các bạn bè cho về. Thế lúc may quá đoàn hành hương của chúng con bảo là đi máy bay, thế là con lại đi máy bay. Thế là con đi hành hương suốt ô tô đi các nơi mà con khỏe cha. Con về con ăn được, con ngủ được. Đến bây giờ con cũng vẫn ăn được, ngủ được. Hallelujah. Chúa lắm ạ. Thế các bà đến hỏi thăm con bảo là con được ơn Chúa chữa lành con, chứ không có con chết rồi. Bây giờ con cảm tạ ơn Chúa, con không biết để đâu cho hết ạ. Rồi, không biết để đâu cho hết ạ. Đây, cha gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Vâng, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, mời chị thứ ba. Dạ con thưa cha, kính chào cộng đoàn. Con ao ước lắm, con hơn 2 năm nay con được nghe cái đài của cha. Con ao ước là con được vào trong giáo điểm tin mừng này. Và hôm nay con đã được đến đây. Trước tiên con đến con tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn. Và con gia đình nhà con rất hạnh phúc, được Chúa ban cho chúng con có 4 đứa con. Mà vợ chồng con sống 18 năm nay không chưa bao giờ đã đánh nhau. Nên con rất là tạ ơn Chúa về hạnh phúc gia đình. Và thưa các bạn, lâu được những gia đình mà 18 năm hai vợ chồng sống hạnh phúc, 4 đứa con. Con hả? Lên đây con. Lên đây. Ba thế hệ đi, đây là con, đây là mẹ. Rồi mời lên đây. Đây con tên là gì? Cha con tên là Đặng Thúy Liên ạ. Con bao nhiêu tuổi? Con được 18 tuổi rồi ạ. 18 tuổi con sống trong gia đình con thấy sao? Và con cảm ơn Chúa là gia đình con cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Anh chị và mọi người yêu thương nhau ạ. Chúng ta đôi khi mình nghĩ rằng phải cái ơn là phải Chúa chữa lành cho bệnh này bệnh kia mới là cái ơn. Nhưng rõ ràng gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương nhau như là người mẹ và đứa con vừa mới chia sẻ, ta thấy rằng đó là cái ơn lớn lắm. Rất nhiều gia đình mong ước như vậy mà không được. Rất nhiều gia đình có đủ thứ, quyền lực có, tiền bạc có, danh vọng có, chức tước có, nhưng không có hạnh phúc, đúng không? Rất nhiều gia đình ngày hôm nay làm sao mà 18 năm sống mà không lời qua tiếng lại, không tranh hơn tranh thua, không cãi cọ, mà họ đã vượt qua được suốt 18 năm trong bình an hạnh phúc như vậy. Đó là điều mà các bạn phải hallelujah. Rồi còn bà.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con rất là nhiều ơn Chúa cho gia đình nhà con. Con rất là 2 năm, 3 năm nay trước thì con cũng ốm lắm. Thì con cứ bảo thôi nhờ cái bệnh thấp con chẳng đi khám phá gì hết. Vì điều kiện. Cái gì bà thớt với khám phá gì? Con bị bệnh, vì con cứ nghĩ là nó ở thấp khớp. Thế là con chẳng đi khám phá gì, đến bệnh viện gì cả. À, không có khám phá gì cả. Vâng. Đến khi con bị nặng thì con sang lên bệnh viện Bạch Mai thì khám cho chủ cộng từ cho con đó, bảo bà lãng hết xương rồi, cái hai xương sống dẹt hết vào chèn vào cái giờ hai bên thần kinh cùng nước, thế rồi nước dòng nước chảy của ở xương sống nó chèn cùng nước máu ở các khớp xương ở trắng hết không còn gì. Các... bà đang đọc kinh máu và nước từ trái tim Chúa hay cái gì? Nước cái dòng nước chảy ra những xương sống con là con chèn. Thế là cùng mức lên chân đấy. Thế với lại các đốt xương sống là nó cũng trắng hết. Thế là xương đốt là con đầu gối con đau con là hôm con bị tự nhiên. Máu ở đâu chảy ra? Ở trong xương sống con đấy mà. Thì là nó cứ dẹt như thế là con mới bảo là thứ chết hôm ấy làm sao thì thấy cứng ở chân tay con chẳng đi được. Con mới bảo nhà con là ông tìm cha để sức dầu của tôi chết mất rồi, cứ đẩy ước lên cả ngực không chịu được, cái dây thần kinh nó cứ giật đồng đùng ấy. Thế là con mới bảo được cha là sức dầu con này, mới đọc tổ thương xót trong con nói tổ thương xót này, thì đến nhà đọc đó là đọc chuyên miên ấy hàng mấy tháng liền ấy. Thế là con cứ chẳng thuốc nữa, thế mà con có uống có mỗi một tuần thôi là nó lại đẩy lên ngực con không chịu, con không nuốt được, nó cứ như là nó dạ dày nó bó lên ngực lên tim con tức không chịu được. Trong con cứ khóc nhà con bảo thế không ăn được à, bảo con tôi chịu tôi chả nuốt được đâu, tức là người không chết mất. Thế là con cứ chẳng đi sang lần thứ hai là khám nữa, con bảo thôi tôi chả thuốc ở đâu, tôi chỉ cầu xin lòng Chúa thương xót đi, cầu nguyện để Đức Mẹ, con cứ ôm lòng thương xót với Đức Mẹ đa vang ấy. Thế là con ôm và con cứ cầu nguyện cả đêm cả ngày, đêm con dậy con được kinh lần nào. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì là con dần dần là con đấy là hai người nâng con không dậy được, thế đến đêm là con 3 giờ sáng tự động con dậy được ngay. Thế lần thứ nhất đấy, lần thứ hai thì con bị phải mất một năm một tháng thì cũng là cũng như cũng cứng chân tay. Thế là một tháng hay là con mới lại cứ cầu xin thương xót lại. Có đi khám phá không? Không, con không đi khám lần nữa. Thế là con cứ ở nhà con chỉ cầu xin Chúa, con chẳng thuốc gì nữa, từ hồi con chẳng thuốc cho sang gì nữa. Thế là đến nay con mới được như thế này. Thì con cứ bảo con đi từ đầu với cùng với bà Huê, bà ấy đi cái đợt đầu năm ấy, bà ấy đi cùng với ở bút ấy. Thế con vẫn đi thế, nhà con cứ ủi cha thì ở đâu chả có cha, mới đi ở đâu chả có Chúa, phải đi các nơi. Thế sau nhà con cho biết, thế bây giờ nhà con sau nhà con lại nghe đại là nhà con lại đồng ý cho con đi, thế con chạy tiền cho con đi, thế là con nhất trí cho đi, thế là con mừng quá, thế nhà con cũng phấn khởi và phấn khởi. Rồi nay bà bao nhiêu tuổi? Năm nay dạ con 76 ạ. 76 bà được mấy đứa con? Dạ con 4 cháu ạ. Rồi thưa anh chị em, một bà cụ mà lên đây mà thấy con phấn khởi. Các bạn trẻ đừng bao giờ để mất cái háo hức và để mất cái phấn khởi. Nếu mà các bạn mất hai cái đó thì các bạn trở thành những người già nua cổ hủ và lạc hậu rồi. Lúc nào cũng cảm thấy phấn khởi và lúc nào cũng cảm thấy háo hức. Máy lên, lúc nào cũng và lúc nào cũng đây. Còn được ơn gì nữa? Thưa cha, là có một ơn là dì con là em của mẹ con đây mà lấy chồng, đi theo chồng là bỏ Chúa, lấy chồng năm 76 là bỏ Chúa, là đến nay là 42 năm rồi. Thế thì qua đợt đầu năm Tết vừa rồi là dì con lại đi chùa đi chiền, thế thì mới đi qua đường ấy, bị xe máy tông vào, thế bị tai nạn, thế là lên trên Hà Nội thì người ta bảo là xương sườn gãy gì đâm vào ruột, thế là rồi là ở cổ người ta cứ cho ăn bằng uống, còn cái này không nói được, thế là có nghĩa là làm bất động rồi. Đến em đứa em nó gọi về nó bảo chị ơi chị mua áo đen rồi mua các thứ cho em, số thép cho em ấy, mẹ em không ấy được, bác sĩ giả về rồi. Thế thì con mới bảo là cứ cùng sao? Vâng, con bảo là em bên đường nhưng em cứ cầu nguyện Chúa đi, chị tin tưởng vào Chúa lòng thương xót, dù mẹ em bỏ Chúa nhưng mà Chúa không bỏ mẹ em, nên là em cứ cầu nguyện đi, em không biết gì
thì em cứ bảo lạy Chúa, xin Chúa thương xót hết mẹ con, thì em cứ đi, cứ đọc đi, rồi chị ở nhà chị cầu nguyện cho. Thế con ở nhà con cầu nguyện, con bảo lạy Chúa con. Vâng, thế là dì con thì thấy động đậy thế tỉnh dần thì dì con là về chuyển về Hưng Yên thì dì con không nói được, vẫn ăn bằng cái này. Thế là con mới sang thăm, con bảo dì ơi, dì được ơn Chúa lắm rồi nhớ, cả nhà cầu nguyện cho dì đấy, dì không tin Chúa, dì bỏ Chúa bao nhiêu năm, dì còn đi xem bói lên bây giờ là Chúa cảnh báo cho dì như này để dì nhận ra ơn của Chúa đấy. Thì dì đã biết những cái lỗi của dì chưa, lúc đấy dì con không nói được, dì con gật. Thế thì hôm vừa rồi con mới đưa tài cho dì con từ ngày đấy, thì dì con lúc đầu còn không nghe, con cứ cầu nguyện, con cứ bảo lạy Chúa lại. Vâng, thế cuối cùng dì con nghe thì dì con cũng bảo là thôi mày cầu nguyện cho dì mấy, dì bây giờ dì không đi lại được thì xin Chúa thương xót cho dì để dì đi lại được, cái dì đến nhà thờ rồi con bảo là thế. Rồi dì đã có lại quay về với Chúa chưa? Thế dì đấy, trước khi con đi con bảo là dì ơi, dì đã quay về Chúa chưa? Dì con ước mong là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho dì con để dì con được xưng tội rước lễ. Tại vì dì mới đây thì dì con bảo may quá được con nhận được cái ơn này, dì con bảo dì con ao ước được đi xưng tội đấy. Vâng, thưa anh chị em, một người 42 năm bỏ Chúa mà bây giờ đã được ơn của Chúa là ao ước được đi xưng tội, được quay về. Khi mình khao khát, mình mong ước như vậy thì Chúa có xuống ơn không? Chúa chỉ cần cái lòng khao khát thôi, Chúa chỉ cần cái lòng mong ước thôi. Mà cái người mà thời Chúa Giêsu, những cái người quê hương của Chúa Giêsu, họ không có mong ước, họ không có khao khát Chúa, cho nên Chúa không làm được phép lạ nào cả. Là vì lý do như vậy, họ không còn háo hức, họ không còn phấn khởi, họ không còn mong ước, họ không còn cầu khẩn Chúa. Làm sao mà Chúa ban ơn xuống cho họ được? Thưa anh chị em, các bạn trẻ phải có lòng háo hức, phải có lòng phấn khởi, phải có lòng mong ước và cầu xin thì Chúa mới thực hiện điều lạ lùng được. Thưa anh chị em, nếu mà ơn lạ ban xuống mà bạn không tin thì làm sao ơn Chúa đổ xuống trên bạn được? Ơn Chúa đổ xuống trên bạn, chữa cho bạn xong rồi bạn cũng vẫn cứ không tin thì chưa phải là phép lạ. Phép lạ là con người được ơn của Chúa, họ đón nhận và họ tin vào Chúa, đó là phép lạ. Cho nên Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin. Nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn tiếp tục làm, là Ngài đặt tay chữa lành được một vài bệnh nhân, làm vậy để cho họ thấy, nhưng họ vẫn không tin. Cho nên Chúa đành phải ra đi, Chúa đành phải ra đi. Mặc dù rất thương, rất xót, thưa anh chị em, một người 42 năm mà quay trở về với Chúa như vậy. Đây, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh này để về chị đưa cho người dì của chị, tức là em của mẹ nha. Nói với chị ấy là Chúa vẫn luôn luôn thương xót. Đây, còn lãnh nhiệm vụ đi rao truyền lòng Chúa thương xót cho những người trẻ ngày hôm nay, nhớ không? 18 tuổi. Và đây, bà, cho bà đi khám phá với cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Máu và nước từ trong xương sống, xương sườn bà chảy ra. Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho cả bà, cả con, cả cháu về ngồi chỗ ngồi với nhau. Rồi, mời con. Và con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Mata Võ Thị Cẩm Hằng, năm nay con 32 tuổi rồi. Con ở hiện tại ở nhà chồng là ở Gò Vấp. Dạ. Con kết hôn thì cũng mong mỏi là có con. Thấy bạn bè cũng có nhiều quá, cũng mong mỏi lắm. Nhưng mà không may thì con bị hư thai. Thì sau một thời gian thì con cũng cầu nguyện, chắc là Chúa thấy con chưa đủ sức khỏe để Chúa cho con. Thì con cũng cứ tiếp tục cầu nguyện. Thì giữa tháng 4 vừa rồi con có đến đây để nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con thấy mọi người đến quá trời luôn, thì được ưu tiên đến cha và cha ôm con. Thì con cũng mừng lắm. Và đến bây giờ thì con đã may mắn, tạ ơn Chúa, con đã mang thai được hơn 2 tháng rồi. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến đây cầu nguyện để Chúa ban cho con khỏi bệnh hiếm muộn.
Dạ con nghe đến cha lâu rồi, con đến hồi lúc con đi lễ ở Tô Hiến Thành đó là cách đây 5-6 năm rồi. Dạ đúng rồi. Ở nhà thờ Hòa Hưng đúng không? Dạ đúng chính xác. Rồi vì trong rồi ba của con á thì hiện tại nhà con đang ở Bình Hưng Bình Chánh á, thì bữa đó thì ba con cũng nói thôi thì con như vậy thôi, thì ba đến chở con đến đây để cầu nguyện, để nhờ đại cha cầu nguyện cho. Dạ. Thì ba con cũng có đến đây, ba mẹ con luôn, mẹ con ở với Bà Rịa lên đây luôn. Rồi bây giờ con đã được ơn như vậy, con có lời nhắn gửi gì những bạn khác hoặc là những người chưa tin vào Chúa, như là những người dân Do Thái quê hương của Chúa Giêsu, họ không tin vào phép lạ, không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Con nhắn gửi với các bạn trẻ ngày hôm nay để họ vững tin vào Chúa. Như là con biết là mỗi ngày trung bình khoảng từ 10 tới 20 cặp vợ chồng lên xin ơn là cho con chữa bệnh hiếm muộn, khao khát có những người con. Có những người vợ ôm chồng lên nó khóc như là mưa. Trời ơi, tưởng cái gì, tưởng nó đau sao mà không, con vẫn chưa có con. Bây giờ con nhắn gửi các bạn để các bạn vững tin vào Chúa hơn. Sao con xin nói một cái này để con nhắn nhủ với mọi người là con có một người chị chồng, hôm nay là lớn hơn con 3 tuổi. Chị đang ở Úc và kết hôn được 4-5 năm nay rồi mà vẫn chưa có con. Thì mọi người cũng khuyên là chị nên... Chúa là chưa thấy chị phù hợp thời điểm này nên Chúa chưa cho. Chứ đời sống ở bên Úc bây giờ thời nó tiến bộ, nhưng mà mình phải giữ lòng tin, mình không được sử dụng đến những cái phương pháp như là khoa học. Thì ở đây thì cũng mọi người cũng thứ nhất là tâm lý thoải mái, thứ hai là thứ tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, vào tình yêu của Chúa. Cứ nghĩ rằng là hiện tại không phải là Chúa không cho, mà cứ nghĩ là sức khỏe của mình hay điều kiện của mình hiện tại là Chúa chưa cho phép để là chuẩn bị tốt nhất cho con của mình. Thì mọi người nên tin tưởng như vậy và cứ cầu nguyện. Dạ tôi xin hết rồi. Đây gửi tặng cho con cái máy này, không phải cho con nhưng mà cho đứa bé trong bụng của con. Con chịu khó con mở cho nó nghe ngay từ lúc còn trong thai, gọi là thai giáo, giáo dục từ trong thai. Thay vì nó nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng người ta khóc lóc than thở, thì nó được nghe lời ru bằng những bài giảng, bài chia sẻ, những bài hát, những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Cái em bé nó nghe đó, mình giáo dục nó ngay từ trong thai, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi tặng cho con, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Mời con. Con được ơn gì của Chúa? Dạ thưa cha, con tên Maria Nguyễn Diễm Trang, con đến từ giáo xứ Tân Triều. Con được ba ơn. Tân Triều là Biên Hòa phải không? Dạ Tân Triều Biên Hòa. Có bưởi phải không? Dạ con không có vườn bưởi. Con biết đến lòng Chúa thương xót là cái năm 2008 cha đem lòng Chúa thương xót đến với giáo xứ Tân Triều. Và con bị hiếm muộn thứ phát đã 10 năm. Nhưng khi con là nghĩa là con có một đứa con rồi, nhưng mà con muốn có một đứa nữa thì lại không có. Khi mà con được cha tặng cái ảnh lòng Chúa thương xót á, thì con về cứ 3 giờ chiều là con cầu nguyện. Thì con đã được mang thai. Là đó là ơn thứ nhất. Sau mấy năm? Dạ sau 10 năm. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là giữ sanh, cái ngày giữ sanh của con là còn 20 ngày nữa con mới sanh. Mà tự nhiên con lại bị đau bụng, đau rất là nhiều. Xong con mới đi vô bệnh viện Từ Dũ khám, thì bác sĩ siêu âm chẩn đoán nói là con bị thai nhi dính vào trong vết mổ cũ. Là phải kêu chồng con là ký giấy cam kết để cắt bỏ hai buồng trứng, rồi cắt bỏ tử cung luôn thì mới cứu được em bé. Thì con nghĩ đời con là coi như hết rồi. Tại vì... chưa hết gì đâu. Mấy cái đó đâu hết đâu được. Dạ thì con nghĩ là phụ nữ mà cắt hết hai buồng trứng với cắt luôn cả tử cung thì hết rồi cha. Cái là con không biết làm sao, con nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại con lần chuỗi lòng Chúa thương xót, mà con chỉ lần chuỗi bằng tay thôi. Bởi vì vào phòng mổ thì người ta không cho mình mang một thứ gì vào trong đó hết. Thì con nhắm mắt lại con lần chuỗi lòng Chúa thương xót, đến khi con mở mắt ra thì con đã nằm trong phòng hồi sức. Mẹ tròn con vuông và con cũng không bị mổ một cái gì hết, không bị cắt một cái gì hết. Hallelujah. Hallelujah. Dạ, đó là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba là gần đây nhất. Con bị, con nghĩ là bệnh nhẹ, cho nên con xin một cách hời hợt. Con không xin thật lòng. Con nghĩ là Chúa sẽ ban cho những người bệnh nặng, còn bệnh nhẹ như con thì chắc xin không được đâu. Thì con bị viêm son, viêm họng, viêm amidan, ba cái đều là mãn tính. Thì tháng nào con cũng uống thuốc, hầu như là một tháng 30 ngày, con uống hết 20 ngày thuốc Tây.
mà khi uống nó hết cái bệnh viêm son thì nó lại làm qua dạ dày. Cái là con nói bây giờ không biết làm sao, bây giờ con đến giao điểm tin mừng, con đem theo cái can 5 lít con múc nước về, xong con nói con quyết tâm lần này là con tín thác vào Chúa 100% là Chúa sẽ chữa lành bệnh con. Thế là con đem cái can 5 lít về, mỗi lần con rót ra một ly thì con nói lại Chúa, con tin là nước này từ trái tim Chúa đã tuôn chảy ra để mà chữa lành bệnh con tín thác vào Chúa. Thì con uống hết ly nước đó thì con nghe được như là có một cái nguồn năng lượng nó chạy rần trong người con, là tự nhiên con cảm nhận được như vậy. Thì nguyên một tháng vừa rồi con không phải uống một viên thuốc nào hết mà con khỏi luôn cả những cái bệnh đó. Thì con ao ước để con lên đây con làm chứng, nếu như hôm nay mà cha không kêu con lên đây đó, là con sẽ không bao giờ lên nữa. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót về giáo xứ Tân Triều. Tân Triều là của cha. Dạ, cha Hiệp. Cha Hiệp là tác giả bài hát Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Đó. Rồi, đây là cái quạt giáo điểm có quạt rồi. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con để đưa về cho chồng của con nha. Rồi. Rồi, mời con. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha và cộng đoàn, tên con là Marian Lê Thị Nhiệm, con ở giáo xứ Hà Châu, địa phận Bùi Chu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Con, gia đình con được ba ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là năm ngoái, bố con mất vào tháng 2 năm ngoái, thế là từ ngày đó đến giờ mẹ con biết đến lòng thương xót Chúa và nghe cái đài của các anh chị gửi về cho mẹ con nghe. Từ ngày đấy mẹ con đã được khỏi bệnh dạ dày 3-4 năm nay, và từ năm ngoái đến giờ mẹ con đã khỏi. Còn ơn thứ hai của con là từ 21 tháng 3 năm vừa rồi ạ, con bị ung thư vú và ung thư tử cung và u não. Khi mà con biết tin này thì con chẳng biết làm sao mà tự nhiên là con thấy rất là bình an trong tâm hồn, nhưng mà hàng ngày thì con vẫn cầu xin tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, cô ấy đang là hồi hộp vì cô, anh chị em nghĩ thử coi, như lúc nãy cô kia cô bảo là con gái mà bị cái đó là tiêu đời rồi, mà cô này cô vừa bị ung thư tử cung, vừa bị ung thư vú và vừa bị u não luôn, ba cái thứ toàn là thứ nan y không, thưa anh chị em. Mà cái điều mà cô ấy nói tôi chưa nghe là Chúa chữa hay không chữa, nhưng mà con thấy bình an, đấy là phép lạ, đấy là ơn. Mà người công giáo của chúng ta, những người có lòng tin, mình phải thấy rằng mình hạnh phúc hơn những người khác, hơn những người không đạo, hơn những người ngoại đạo, hơn những người không có lòng tin, là vì mình có lòng tin. Đấy là cái ơn. Mà cái lòng tin nó ban cho mình được cái sự bình an giữa lúc mà nghe một cái ung là đủ chết rồi, mà đây tới ba cái ung, mà toàn cái ung nào là ung đó ung chết người không, thưa anh chị em. Mà cô bảo con vẫn thấy được cái sự bình an. Liệu chúng ta nghe một cái không mình có hoảng hốt hay không? Tôi gặp mấy người mới đặt tay, chơi con đi khám rồi, nó bảo có u rồi, cha ơi, bảo u gì, u ngón tay, Chúa tôi, mỗi ngón tay nó nổi cái u lên, những cái mụn hạt hột cơm mà rối tinh xì lên như vậy đấy. Còn cô này vẫn bình an, đó là cái ơn lớn. Các bạn nghe tiếp. Dạ, con đã mổ được hơn 3 tháng và đã truyền hóa chất được 3 lần. Con vào đây là khi mai con sẽ lên đường về, là con truyền lần thứ 4 ạ. Nhưng mà con mỗi lần con truyền về là con chẳng thấy bị như thế nào cả, vì là trước khi con đi truyền là con vẫn nhắn tin xin cha cầu nguyện, nhưng mà cha không nhắn lại, nhưng con tin là Chúa vẫn thương xót đến con và gìn giữ cho con. Là con đi về vẫn bằng an mạnh khỏe, con chẳng có thấy bị đau đớn cái gì, con vẫn làm nùng bình thường. Còn ơn trọng đại nhất trong cuộc đời của con từ ngày con lấy chồng đến bây giờ là lúc nào trong lương tâm của con cũng áy náy về phần linh hồn của chồng con. Từ ngày lấy vợ là 22 năm, là anh không có xưng tội rước nễ,
Thế là con nay vào đến đây thì hôm chiều hôm nay là đã xưng tội đức lễ. Thế là con đã chút được gánh nặng trong tâm hồn là 22 năm nay là con vui mừng hơn là Chúa chữa bệnh ung thư cho con ạ. Dám đánh đổi không? Dám đánh đổi là thà Chúa chữa cho chồng con 22 năm ung thư tâm hồn. Còn dám đánh đổi, còn mừng hơn cả cái bệnh, ba cái bệnh ung thư của con, vì chồng của con đã ung thư tâm hồn 22 năm, Chúa đã chữa, mà dám đánh đổi rằng tha rằng Chúa chữa cho chồng con 22 năm ung thư, còn con chấp nhận ba cái ung thư còn lại trong thân thể của con. Tuyệt vời quá, tôi phải tặng chị một tấm ảnh. Lòng Chúa thương xót vì cái lời chứng của chị nó quá tuyệt vời cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Đó là ơn bình an giữa lúc mà nhận ba cái hung tin của ba cái chứng ung thư, và dám đánh đổi một lời nguyện là con mừng hơn cả Chúa chữa lành bệnh ung thư của con, vì Chúa đã chữa lành bệnh ung thư tâm hồn của chồng con. Tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng nha, để chị đưa về cho chồng của chị để giữ vững lòng tin, vì ma quỷ nó đang điên lên đấy. Vì nó giữ chồng của chị 22 năm, sổng một cái chạy về giáo điểm tin mừng này, nó mất toi một linh hồn. Nó canh giữ suốt 22 năm. Đây, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi anh... ông có lên không? Rồi, nãy giờ chúng ta chưa thấy có một người nam nào. Mời anh lên đây, anh chia sẻ cho mời anh được ơn gì của Chúa. Đấy cha, con có tội gọi là con đậu gốc, còn đúng quà. Ông quay thẳng vào đây, ông cứ làm như ông đang xỉn thế này. Ông đứng thẳng vào chúng tôi coi. À vợ đây. Rồi, Chúa tôi. Gọi là đúng con gọi là con là đi số đánh đề đánh huyết các thứ, gọi là đến cái giờ 2 giờ 3 giờ là con bỏ cho là Chúa ngày Chủ nhật đấy, con có đi gọi là con qua loa đúng thực tế cả ngày Chủ nhật gọi là cả tuần con chỉ đi qua loa cái về gọi là chỉ nghỉ số cái việc là đúng ma quỷ xui dục con là từ bữa hồi nay con đi gọi là cái đợt ra Tết đấy, con lên đây gọi là con lên đây gọi là đi với anh em ngoài Bắc vô đây, con lên đây gọi là đúng con thấy được ơn đúng gọi là về con xúc dục cho vợ con đúng gọi là trong lòng con nó xui dục lên gọi là đúng thực tế nhà con đi bệnh viện các thứ con biểu gì phải lên lòng thương xót là con cương quyết tâm đó, cuối cùng ra đó là con vững tâm vô là đúng cha trời đầu con vượt trước cái u con này nó làm sưng lên mới là sáu ngứa cả mấy năm bắt đầu xong cái con vi sợ đó cha đúng phải tịt với cha con là xong rồi cứ chờ chứ ngày nào con cũng chờ nó là dần dần nó sụt dần nó lại khỏi dần đúng con tin thì chỗ từ hồi này là con bắt nhà con không đi gọi bệnh viện nào gọi là để rồi anh tên là gì dạ du xe Nguyễn Văn Long gọi là Nguyễn Văn Long bao nhiêu tuổi dạ 58 tuổi rồi 58 tuổi ở đâu ở xứ Tân Bình xứ Tân Bình Bảo Lộc Bảo Lộc rồi anh chơi đề đóm ăn chơi bao nhiêu năm dạ cũng nhiều lắm này đó. Gọi là con bỏ đạo đúng là đạo gốc thật đó mà cuối cùng ra con có những ngày Chủ nhật gọi là con đi con qua loa thôi đúng thực tế là con lại đi nấp đi gọi là đúng gọi là thấy cha là con sợ là đúng thực tế đó cuối cùng là từ hồi nay con đi lòng thương xót vợ đưa đi anh em là con thấy con tin con là thấy cái ù con này quý thứ hai con là ngứa như mấy năm mới là ngứa điên là con chỉ ngày nào con muốn sợ là từ từ mất đi là con tin rồi bây giờ còn đầy đóm dạ có là từ hồi nay là con giảm dần đi rồi giảm phải 70-80% rồi có là bài bạc con đi làm có là con biết cầm cái chai con đi dân làng nữa ông nó lại đi đó con đi đến 9-10 giờ con mới về nó là đúng thực tế ma quỷ con đi đánh bài với đi gì để là đúng thực tế đó là họ lại còn đi cái đoạn ông nó lại đi đó đúng thực tế từ hồi nay con biết đi lòng đừng xót cái là cuối cùng là con tin vào Chúa là con giữ dục nhà con đi gọi là để đi lòng thương xót không đi nhà thương nữa. Rồi, rồi đây chị tên là gì? Maria Ngân dạ. Bao nhiêu tuổi? Con 56 tuổi. Rồi vợ chồng con vừa nghe nói chồng con là một người tổ sư đề đóm bao nhiêu năm trời như vậy. Lúc đó thì con thấy như thế nào và con cầu nguyện thế nào để chồng con được ơn quay về? Trước hết con
3 tháng nay rồi, thì con có đi cái đợt mấy đứa em nó vào lòng thương xót cha đây là cũng cùng đi rồi đấy con cứng lòng lắm. Đánh đề á, con cứ đi, cứ xách cái xe đi mà đi làm mà cứ về đến khuya mới về. Có khi ngày làm ở ngoài vườn họ lấy cái cà phê cũng chẳng biết. Xong con trong người con cũng giận lắm mà nhiều khi con cũng muốn nhịn đi tại vì con cái cũng có dâu có rể cả rồi. Để con cũng rất chi là nhịn mà con nhiều lúc á, về lại còn chửi bới nữa dạ. Rồi khoan, được bây giờ sao mà anh ấy được anh ơn trở về mới là điều quan trọng. Dạ. Ơn trở về là 3 tháng này thì con mua cái đài về để cho con dỗ mãi đi cái đợt đó dạ. Còn cứ làm không có đi, con mà đi hay mà con muốn đi á là về chửi bới là bố Chúa ở ngoài nhà thờ đây này đem ra mà đi chứ mà chỉ phải đi đâu. Chửi còn ngang như vậy á, chửi bới con tơ dở lắm. Rồi nhiều khi con cũng Rồi cuối cùng sao? Bây giờ con nghe tin là chừa cái đề đóm con mừng con lên con cũng chạy theo lên con tạ ơn lòng thương xót với cha với cộng đồng cầu nguyện cho chồng con như vậy con mừng vô cùng cha cho con đây tôi tặng cho anh cái cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi chưa? Cầm, người ta cầm cái sổ này đi ghi đề anh bị anh thay vì cầm sổ đề cầm này cho tôi nha, cầm chặt lấy. Rồi tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhỉ, nghe cầm lấy. Rồi đây là cái máy, còn không, còn nghe không? Con đang còn nghe mà con cái còn ấn theo con lắm, anh không nghe. Rồi biết để rồi còn ơn của chị mới nhất của chị là ơn gì? Con rất là nhiều ơn nhưng mà mới nhất đây là còn ngay cái bữa con đi lòng thương xót nên bữa đi lòng thương xót đây này nửa cái đầu của con á là nó đau mà đêm cái nỗi con ngủ không được cứ thụt mà con bị bao lấy chúa không biết con thì con nhiều bệnh lắm mà bây giờ con cũng mới đi bệnh viện về là tại vì ông không cho đi nhưng mà con đi bệnh viện Bình Dân cuối cùng sao bây giờ sao rồi bây giờ con khỏi luôn, hôm qua con đến đây là khỏi luôn cái bệnh đó, thứ nhất là con hallelujah. Rồi, đây cầm lấy cái máy về nha, hai vợ chồng. Rồi. Thôi rồi, như người khác. Rồi, hai vợ chồng đi dắt tay nhau đi xuống. Đúng rồi, người này đi chỗ này, người đi chỗ kia. Đi theo ả, mau đi các bà đi người khác bây giờ, mau. Rồi, còn cô này với cô kia, phải không? Hai người mau, mỗi người lên nói một phút. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ thưa cha con trước là trước thì được ơn gì của Chúa? À, thưa cha con được ơn của cha là con đau đầu 2 năm nhưng mà con giấu bố mẹ con vì là con ở có một mình cho nên con không dám nói để cho bố mẹ con khỏi lo mà trong khi đó thì con làm trong ban phục vụ giáo sĩ. Rồi cuối cùng sao? Thưa cha bây giờ con khỏi rồi mấy này cái tiếng Hallelujah. Rồi đau đầu 2 năm đã được khỏi. Ơn thứ hai. Thưa cha thì con bị thoái hóa đau cổ với đau vai. Thì cái hôm thứ ba thứ tư con vào đây là con nằm bên này là con không nằm được. Là con xuống đây là con bảo này. Con nói với bố mẹ con là con xuống mà hiếm con mà Chúa chưa chữa con khỏi thì con cứ ở đây con bắt vạ Chúa. Bao giờ Chúa chữa con khỏi thì con về. Mà hôm nay thì con đã khỏi rồi. Từ ngay tối hôm thứ năm con về con nằm là nó đã không còn đau nữa mà con giơ tay như vậy cũng giơ được rồi ạ. Vâng, dạ thưa cha gần hết ạ. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây. Gọn chưa? Rồi. Đây tôi gửi tặng cho chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Dạ thưa cha. Rồi con được ơn gì? Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Kim Giang. Con 57 tuổi. Ở đâu? Dạ con ở Vĩnh Lộc B ở Bình Chánh. Con đã bỏ Chúa này 36 năm. Mà chị bao nhiêu tuổi? Dạ con 57 tuổi. 57 tuổi bỏ Chúa 36 năm vậy là bao nhiêu? 21 tuổi, vâng. Rồi nhờ đâu mà sau mấy chục năm như vậy chị đã ơn quay về với Chúa 36 năm? Dạ đầu năm ngoái là ba chồng con ông bệnh nặng lắm. Được con mới nói là thôi bây giờ con cầu xin Chúa, con cũng bệnh nữa, cho con được sức khỏe để con làm, con kiếm tiền, con lo cho ba chồng con. Là Chúa cũng ban cho con. Rồi khi ba con đã qua đời rồi con sẽ quay lại với Chúa. Ba con ông chết là được 100 ngày, qua 100 ngày rồi con mới đi lễ lại. Con đi lễ được 3 tuần, cái con mới trình với cha.
là cha nói là con phải về thuyết phục với anh nhà là với chồng con á, là con phải thuyết phục với chồng con là để tới nhà thờ để cha làm phép chuẩn thì con mới được rước lễ, đức mới được xưng tội rước lễ, con mới đến đền thờ Đức Mẹ nhằm cứu thương xót. Con cầu xin thưa mẹ, mẹ hãy ban ơn cho con được một lời khuyên để con về con nói với chồng con, là con về con cũng nói với chồng con vậy. Chồng con mới nói ừ thôi anh cứ đi thì đi chứ có gì đâu. Rồi là con mới trình cha, rồi cha mới là cho ngày là con được làm phép chuẩn là trước Noel năm ngoái. Rồi ngày hôm đó là ngày thứ bảy qua ngày chủ nhật, chồng con mới nói là vậy ngày nay là anh có đi đi lễ không. Rồi có đứa con gái lớn của con nó mới nói là thôi ba tắm rửa đi chở mẹ đi, rồi anh cũng vui vẻ chở con đi. Rồi đi ra, rồi đi được 2 tuần cái chồng con mới nói thôi em cứ trình với cha đi cho anh theo đạo với em với con. Con mừng lắm, còn hơn ai cho con vàng nữa. Rồi con mới đình cha, cha mới nói là thôi giờ cứ đi lễ vài tuần đi rồi cha mới cho người tới là để giảng đạo. Rồi đi được 2-3 tuần lễ sau thì cha mới cho người tới giảng đạo. Cái cha mới, anh chồng con mới nói trời ơi cuốn sách gì sao mà anh đọc được. Cái con mới nói thì anh cứ thính thác vào Chúa, anh cầu nguyện Chúa đi, Chúa sẽ ban soi sáng đọc cho đầu óc anh minh mẫn, anh sẽ học được. Đó, Chúa mới ban cho anh. Chồng con học có 2 tháng là đã thuộc kinh. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng? Dạ, là cũng người anh con ở Biên Hòa đó, ảnh mới nói là có Chúa ở đây, có cha Gia Long ở nhà thờ này, con mới tới đây. Rồi con được thêm ơn thứ hai nữa là cuối năm 2017 chồng con ảnh bị sa 2 túi trĩ đó. Rồi con mới nói trời ơi chắc là đầu năm mà đi cắt làm sao mà anh ngồi làm được. Bị cái gì? Sa 2 túi trĩ đó. Rồi cái con mới điện thoại hỏi con nhỏ em đi cắt ở đâu em chỉ cho chị với. Cái nói thôi bà ơi đừng có đi cắt, tìm cách khác đi. Con mới suy nghĩ lại, ừ thôi bây giờ mình vợ chồng mình cứ cầu nguyện Chúa đi, Chúa sẽ ban ơn cho anh. Rồi đó cái con cứ con với ảnh cứ cầu nguyện riết mà tới mùng 4 Tết con đi tới cha, cha chạm tay là tới mùng 4 mùng 5 mất tiêu. Ai mất? Chồng con mất hả? Không có, cái túi trĩ mất. Hallelujah. Thế con lên Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho vợ chồng chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót để làm bàn thờ. Một người thì bỏ Chúa 36 năm, một người thì bây giờ mới biết đến Chúa và tin vào Chúa, làm bàn thờ để cả hai vợ chồng cùng thờ Chúa trong nhà nha. Đây là mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cho con nói luôn một ăn nữa. Hôm mùng 2 Tết là cháu con, là con của thằng thứ 10, là em chồng của con, nó bị tai nạn ngoài Hà Nội ở Quảng Ninh á. Chồng, hai vợ chồng nó đi chơi tối về, tông vô gốc cây văng ra, chồng nó chết tại chỗ. Con mới nghe tin như vậy, con nói anh ơi vợ chồng mình cầu nguyện Chúa đi. Rồi con mới cầu nguyện Chúa ơi cho cứu cháu con với, nó bị tai nạn ở Hà Nội Quảng Ninh á. Là không ngờ Chúa đã giơ tay cứu chữa cháu con. Cái đêm đó mà bác sĩ phẫu thuật kêu người nhà vô nói là người nhà lo hậu sự chuẩn bị đêm nó về đi. Không ngờ là Chúa đã giơ tay cứu chữa cháu con. Nó bị đứt tụy, gãy tay, gãy chân, gãy ba sườn, dập gan, bể xương mặt. Trên đầu là có máu bầm, máu ầm. Mà trong khi đó Chúa đã giơ tay chữa lành bệnh cho cháu con. Hôm tháng rồi là con có dẫn cháu tới đây 2 lần, nó đi nạn vô đây. Lần thứ nhất con phải cổng từ ngoài cổng vô tới đây. Khi cha chạm tay rồi, nó tự động nó đi nạn ra, khỏe re, không có bị gì hết. Về tới nhà tuần sau, con dẫn tới đây 1 lần nữa, cha chạm tay, nó đi bình thường. Qua ngày hôm sau, về nhà nó bỏ nạn đi tỉnh bơ. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Đây cho gửi cho cái thằng chết đi sống lại trúng nạn nhá. Con gái nó tên là gì? Tên là Quỳnh Thị Hoàng Oanh, năm nay nó 26 tuổi. Rồi nay nó ra ngoài Hà Nội nó kiểm tra sức khỏe lại, tại vì bác sĩ kêu là phải trong vòng 3 tháng là phải phẫu thuật lại. Con mới kêu ba nó
em cứ nó đem nó lên trên này để cho chị dẫn tới Cha Long, cha chạm tay là Chúa sẽ chữa bệnh cho cháu hết bệnh đó. Rồi bây giờ nó ra ngoài nó kiểm tra là bác sĩ nói là 100% là sạch, con người không còn bệnh gì hết. Hallelujah. Rồi để cho bác sĩ họ kiểm tra nó chắc ăn hơn. Đây tặng cho nó cái chằng chuỗi nha. Rồi rồi tặng luôn cho nó cây quạt luôn, lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay phép lạ vẫn xảy ra. Ngày xưa Chúa bó tay không làm được vì người ta không tin. Ngày hôm nay anh chị em đến đây, Chúa làm được bao nhiêu điểm thiêng diệu lạ là vì chúng ta có lòng tin. Lòng tin, mà lòng tin đó được ghép bằng hai chữ TT, đó là lòng tin. Đó là lòng tin. Luôn luôn là vậy. Chỉ có lòng tin thác thì bao nhiêu điểm thiêng diệu lạ xảy ra. Và ngày hôm nay vẫn có những người đến đây với lòng cứng tin, nghi ngờ, nghi ngại. Ngày hôm nay vẫn có những người có chức này, chức nọ, chức kia mà dè biểu không tin vào phép lạ lòng Chúa thương xót. Càng học cao bao nhiêu, càng lý luận bao nhiêu, càng suy lý bao nhiêu thì càng kiêu ngạo và cứng tin bấy nhiêu. Thôi, chúng ta là những người dân quê mùa, tôi nông dân, hót rác, hót phân, anh chị em ốm đau, bệnh tật, bể nát, hèn hạ, hèn kém. Cuộc đời của mình chẳng có ai thèm ngó ngàng tới, cuộc đời của mình chẳng ai để ý tới, không cần, chỉ cần có Chúa biết, Chúa để ý, Chúa quan tâm và chúng ta chỉ một lòng và phép lạ vẫn xảy ra. Ai không tin thì đến mà xem. Chúng tôi là những con người chỉ có lòng tín thác lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu.